Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái ứng dụng là camera hành trình. Đấy, các bạn vào cửa hàng nhé, xong thì có Autoboy này này. Đấy, các bạn vào cửa hàng Play nhé. Xong các bạn ấn Autoboy nhé, thì nó sẽ ra như này. Đây, cái ứng dụng này, cái này thì mình đã cài đặt rồi, đâm ra là nó sẽ hiện lên là mở đây. Còn nếu mà các bạn chưa cài đặt thì nó sẽ có là chứ cài đặt mở lên nhé. Đây đây là cái màn hình ứng dụng Autoboy mình này, camera hành trình này. Camera hành trình thì các bạn có thể vào cài đặt nhé, quay video nhé. Đây các bạn tùy vào cài đặt nhé, cái video này độ phân giải bao nhiêu nhé, các bạn vào vào cài đặt nhé. Cái thời lượng này các bạn có thể 5 1 phút này, 1 phút một video, 5 phút một video, 10 phút một video, 20 phút, 30 phút đấy, thì tùy các bạn đặt theo cái có thể theo cái. Các bạn đặt 5 phút thì nó càng nhiều video nối tiếp, hoặc là 10 phút một video thì các bạn có xem lại dễ dàng hơn, hoặc là 20 phút, 30 phút tùy thể nhớ của bạn nhé. Nếu mà thể nhớ của bạn ít ấy, thì các bạn có thể 5 phút một thôi, tại vì nó đầy thể nhớ thì nó sẽ đẩy cái trước đi đấy, nó quay liên tục luôn. Hết 5 phút nó lại cắt, hết 5 phút nó lại cắt. Đấy. Thì những cái nào quay trước rồi ấy, thể nhớ đầy ấy, thì nó sẽ thác tự xóa cái video trước đi. Đấy. Đấy là để cài đặt phút quay phù hợp. Còn dưới này nó hiện km hoặc là ảnh, thì cái ảnh ảnh của bạn đấy thì các bạn cài đặt cái độ phân giải nó cao lên nhé. Cao hoặc thấp thì các bạn thôi. Đấy. Còn cái này là khi các bạn bật chụp ảnh lên ấy, thì nó sẽ là 1 phút một ảnh, hoặc là giây, 5 giây, 10 giây đấy, 30 giây, hoặc 1 phút một ảnh đấy, thì nó sẽ tự động chụp. Khi mà các bạn ấn vào chụp ảnh ấy, thì dưới này là có cái thẻ nhớ hoặc là bộ nhớ trong của máy. Đây này, số hiện km này, khi mà các bạn đi ấy, nó sẽ hiện lên km là bao nhiêu. Còn các bạn sẽ ấn quay đây này thì nó sẽ tự động quay nhá. Cái này mình đang ghi âm kia rồi thì không 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 quay được, gọi là nó sẽ tắt cái tiếng của cái video mình đang quay đi. Thì mình sẽ không ấn quay nhé. Thì nó ấn đây, các bạn đi đến đâu thì nó sẽ hiện cái địa chỉ ở dưới này. Tại vì cái địa chỉ ở dưới này nhá, các bạn phải có bật mạng lên thì nó mới hiện lên được. Mà khi mà các bạn không có mạng ấy thì nó sẽ không hiện tốc độ km đâu. Thì các bạn có thể là bật cái cam hành trình này lên ấy, thì các bạn có thể tắt đi, ẩn đi được. Đấy. Các bạn không cần phải cả như này đâu. Các bạn ẩn đi. Các bạn tắt màn hình đi thì nó vẫn quay nhá. Đấy. Cái này rất là hay. Hoặc là khi các bạn đi đâu ấy, các bạn cài để ứng dụng này, các bạn tắt màn hình ấy, thì nó vẫn quay. Đấy. Ví dụ các bạn muốn quay ai đó thì các bạn bật ứng dụng này lên, xong thì các bạn đút vào túi hoặc đút vào đâu đấy thì nó vẫn quay, thì nó giảm thiểu được rất là nhiều hao pin chẳng hạn đấy. Nó đầy thì nó tự xóa các bạn nhé. Đấy, mình sẽ dạy các bạn có thể vào ứng dụng Play, CH Play và cài đặt nhé. Đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh nhé. Ấn like chia sẻ nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.